Let's go. Woo, woo, woo. Move, move, move. Nào, 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 anh vỗ đi đem, make it move. Sao không thể nhảy xuống thế đâu. Trời ơi. À. Em sẽ phổ biến lại về nhiệm vụ này, cách hoạt động của nó và chúng ta sẽ phải làm một cách nhanh nhất. Đây, chúng ta đứng ở đây đi. Trời ơi. Nhanh đi. Ôi giời ơi, nghe xoẹt cả rồi. Mày xiên chết nó rồi. Chơi ra xin thì ai để báo động ở mầm thế này. Chơi game đánh trận à? Thằng này nó mặc cái bộ màu tím trông giống áo chống nắng quá. Mày thích nhờ nó cắt cổ. Tao lại thấy có một sự đánh nhau ở dưới kia không hề sát thủ. Em ơi. Thôi tôi chạy đi em. Ủa cái gì đấy? Chạy đi em. Bọn mình xuống chém một lộn đi, nhìn chém lộn cái gì? Sát thủ là ám sát chứ có phải đấu kiếm đâu. Mỗi người một mạng nhanh. Rồi hai. Ok nice sir. Đây, một lính do thám trước mặt kìa. Nào bây giờ tao test thử thằng Ember nào. Mày thử giết thằng đấy mà không để phát hiện ra, mày thấy thằng ấy chưa? Nó chưa thấy. Ok. Bố nào đáp vào đầu mình. Trên tầng. Mày chém lộn đi. Em đứng từ trên em ám sát thì nó sẽ kill nhanh hơn. Chém lộn. Assassin chém lộn. Duy Lê và 17 lo thằng ở 150m nhá. Em với Ember đi lo thằng ở mét 200. À, anh hơi chảo chân em ạ. Anh gì ngắt ngã chết à, cay và parkour. Ok, xong rồi nhá. Bị phát hiện không? Không. Anh gì okay. Ra quá chậm. Nãy giờ anh quan sát thành tung của mày, mày làm clean phết. Sao máu anh chết? Hết thôi, anh không chết. Đây rồi. Đi ở các trang trại. Ui, cái cảnh mở đầu ngầu nhờ. Ôi nào, vừa vào lại mày lại chạy ra sao? Vừa vào phát y rằng mấy cái thằng kiểu năng động nó sẽ như này này. Tăng động ấy, năng cái bỉ. Đấy, vừa vào nó đúng như thế, hữu hiểu. Anh em xử dễ dàng ba thằng này mà không để bị phát hiện được đúng không? Được. Yes. Lên. Ok. Lộ hết rồi. Chào anh bạn. Anh làm thế. Anh Duy mang cả lò chúng có đến là cay vãi. Anh mang cả bữa tiệc đến cho em xong anh chạy. Anh bông khối anh chạy. Nếu chúng ta nhảy qua cái bàn này theo cái kiểu này, đây gọi là lazy vow. Em vừa lazy vow đây anh. Em có biết lazy vow không? Ember. Anh làm rồi à? Còn. Ember rất là làm quả đấy nhá. Quả đấy Ember rất làm luôn. Mấy bố có làm đâu, mấy bố ra biểu diễn rồi mấy ông cảnh sát này. Anh ơi, nhìn em lazy vow này. Này. Anh biết làm lazy vow không? Ui. Khoe mấy ông cảnh sát. Hold a moment. Mình freestyle trong khuôn khổ thôi à? Freestyle trong khuôn khổ đi ạ. Duy Lê thực sự giết người từ... What the fuck? Cái bức tranh chính là những cái mình ăn trộm. Cái bức tranh chính là cái mà mình ăn trộm ấy. Mà mình phải lấy cái bức tranh đấy. Anh một phát chết luôn. Anh rồi. Bắn cái chết luôn em ơi. Có thể an ủi anh được không em? Tiếp đi. Đấy. Ôi! Đợi một thằng nữa. Cái nhà của anh sống không? Em ổn chứ? Em do cứu anh em không để ý em chết đấy. Còn ai sống không cứu với. Vâng. Nếu anh Duy chưa đi. Nếu anh chưa đi. Đấy đang tới. Mọi người chết trong nhà à? Bọn anh ôm bụng. Úi dồi. Trời ơi. Cả team chết hết. Cứ chạy qua lính canh thế thôi. Lát game này nhiều lỗi cực. Thằng kia vừa mới nằm ra xong có tự chết đấy à? Đừng dính lại ba thằng mà nhìn, trời ơi, chạy như đây là nhà của anh vậy. Anh không giỏi đi ăn trộm đâu. Lỗi vì anh không ăn trộm giỏi. Tốt. Em ơi, anh chết ở bờ sông, nó xiết anh lần nữa. Anh chết ở bờ sông. Tí đã. Anh chết ở chỗ đông thế làm sao vào cứu được. Bạn này chơi lại từ đầu thì lâu vãi cả bìu đấy. Anh đứng sau bọn. Kiểu anh nhìn lên. Alo. Đông quá từ. Đứa này rồi. Đứa nào, đưa anh ý tưởng chém loạn thể. Đừng chết, tới rồi. Không kịp bởi vì ở đây rất đông em. Kịp, chạy đi. Chém. Tuyệt vời quá. Chém cái điếu gì, chạy đi, em làm gần hết rồi. Vì đừng có chết, trời ơi. Cứu anh rồi. Ui, con, nằm chỗ đấy thì. Võ qua em. Ui thằng này võ công qua em ơi. Ui chơi game kiếm rồi. Kiếm hiệp rồi.
Anh cầm con kiếm này anh chém ngọt quá em ơi ạ. Mày nhìn tao đi, tao không hề giống sức thủ. Thực sự nó có súng hoa cải 5 nòng thật à? Anh là một fan hâm mộ của Katana nếu mà bọn em không biết. Anh Katana... thực sự nghĩ Katana nó còn có ý nghĩa gì với súng hoa cải 5 nòng không? Lính đông quá, mình thu hút quá. Oh, what the f... Assassin Creed gone wrong. Katana không ai chém kiểu này cả. Có nhiều bản Assassin ấy. Anh em mình chơi Assassin Creed Warrior. God of Assassin. Assassin die twice. Kinh quá. Trở lại. Ui, con. Thôi ăn bắn thôi. Thế làm sao được. Die twice mà. Tránh nhau với cờ. Đấu trường. Mọi người vào góc như ban nãy. Đấy, xong rồi. Mờ quá kém. Em cũng xong rồi. Hết chưa? Lấy cờ đi. Này, lại thêm lính vào này. Có sao em bị bắn chết luôn này. Có thêm lính của khung thành đến. Nghĩa chúng có chơi bẩn. Thằng Ember mà không giải thích cho bố mày lính của khung thành là cái gì. Nó cử thêm người đến ý. Khung thành là ở đâu? Bùi Tiến Dũng canh cái đấy á. Nó xiên được cái đi. Cứu anh. Đã bảo có thêm bọn lính từ ngoài nó vào. Nghĩa là nó không thuộc trong đấu trường ấy. Nó cử thêm vào ấy. Em quá phê. Vãi lắm. Anh chết không trước này. Em đây. Em hơi phế nhá, anh nói thật đấy. Em lại còn cung thành nữa. Mày đã phế rồi em lại còn bảo với anh là điều thêm người từ khung thành nữa. Cung thành, anh nghe rồi. Em phải hiểu khung thành là cái thủ môn. Nó bắt gôn rồi đó. Em có thêm 2 đợt lính đến, được chưa? Nó điều người từ cái gôn đấy ta kiểu gì. Mệt vãi cả. Nó chạy từ ngoài vào. What's up, danger? Woo. Nó đang đòi từ dân chúng. Leap of faith. Leap đập đầu vào cái thành. Cái tự nhiên cứu. Cá nghệ. Anh ở cái rìa này em ơi, anh ở cái rìa ra cứu cái. Này, nằm chỗ đấy thì cứu sẽ đéo được, kẹt chân lên tường.